khi có thằng định đập chậu cướp hoa. Mang đây xem nào. Anh ơi, cái tranh đó quan trọng với em lắm ạ. Làm người yêu của anh đi, anh trả cho. Nhưng mà em không có thích anh. Không thích anh á? Không thích anh thì... Này, cái tranh đó không phải của em đâu. Không phải của em thì của ai? Của tao. Tranh của tao đâu? Ra đây ạ. Khi tôi lỡ đụng vào dòng họ Lê. Nghe đồn ở đất mày ra gì này nọ lắm mà. Sao hôm nay rẽn thế? Nghe đồn dòng họ Lê mày cơ to kinh khủng lắm mà. Đúng là tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng mà quả kèo này có đúng không vậy? Ủa gì vậy? Hình như đúng rồi mày ạ. Sao biết? Nhìn kìa. Chưa? Bình tĩnh con ơi. Khi thầy giáo tôi phạt nhầm con ông cháu cha. Thầy ạ. Lại đi học muộn. Một tuần có 6 ngày thì cả 6 ngày có đi học muộn. Dạ thưa thầy, hôm qua em hơi mệt ạ. Không muốn học thì nghỉ đi. Nghỉ đi. Có nhất thiết phải nghỉ học không thầy? Thầy hiệu trưởng ạ. Bố ạ. Bỏ qua đi thầy. Hôm qua hai bố con hơi quá chén. Ảo thân đấy. Có được không thầy? À vâng vâng được ạ. Khi núi cao còn có núi cao hơn. Lớp mình hôm nay có học sinh mới nha. Đại ca ơi, lớp mình hôm nay có học sinh mới anh ạ. Thằng bọt sách kia hả? Lại có thêm thằng làm chân say vặt mới nữa rồi. Này thằng bọt sách. Tớ hả? Mày đấy. Có chuyện gì vậy cậu? Muốn gây sự tí không được à? Các cậu đừng có trêu tớ. Tớ gọi anh tớ ra đấy. Anh mày là thằng nào? Là tao. Nhìn có vẻ không giòn anh ạ. Đụng mẹ em thùng trường rồi. Khi thầy giáo tôi bị quê một cục. Một trong hai cậu, ai là người đã đốt sổ đầu bài của lớp? Là em ạ. Em cũng vậy. Thật không có e ra gì. Các cậu nên nhớ, đây là trường học, chứ không phải trường đời. Ngày mai hai cậu gọi phụ huynh cho tôi. Dạ thưa thầy. Bố là hiệu trưởng. Có cần phải gọi luôn không ạ? Con có phải gọi không bố? Thôi thôi.